chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Thì từ năm ngoái đến năm nay, dòng Virtual của Dell đã có khá là nhiều thay đổi về thiết kế. Nếu như trước đây nhắc đến Dell Virtual thì các bạn sẽ nghĩ đến những chiếc máy khá là nặng và dày, đem đi di chuyển cũng thấy ngại. Thì với thiết kế mới của năm nay, Dell Virtual 5301 sẽ đem đến một cái nhìn hoàn toàn khác. Vừa nhìn vào thiết kế thôi thì mình đã nghĩ tới ngay dòng cao cấp là Dell XPS với thiết kế y hệt này, là sự kết hợp giữa mặt lưng kim loại và thân máy bằng nhựa, trọng lượng cực kỳ nhẹ, chỉ khoảng là 1kg, kích thước thì chỉ tương đương với một tờ giấy A4. Các bạn có thể dễ dàng cất gọn laptop của mình vào túi sách hay là ba lô để mang theo mọi lúc mọi nơi. Tính cơ động với những dòng máy nhỏ gọn của Dell vẫn luôn không phải bàn cãi vì chất lượng hoàn thiện rất là tốt này, cầm vào máy thôi đã thấy sự an tâm rồi. Khung bàn phím và màn hình chắc chắn không có hiện tượng flex hay là rung lắc màn hình khi mà các bạn gõ phím. Bản lề dạng nâng thì được Dell trang bị trên Virtual 5301 này, vừa giúp nâng máy lên một góc là 135 độ, đánh máy thoải mái, vừa tăng được hiệu quả tản nhiệt. Bản lề thì các bạn có thể mở ra bằng một tay. Phía dưới bản lề thì sẽ là phần fit cao su giúp nâng máy lên, cũng được vát gọn rất là phù hợp với các đường cắt bo tròn xung quanh máy, vừa tạo được sự nhẹ nhàng nhưng mà không kém phần sang trọng vì thiết kế y hệt một mẫu laptop doanh nhân cơ mà. Vì là nhỏ gọn thế nên là màn hình thì sẽ là màn hình 13,3 inch, độ phân giải Full HD 95% sRGB. Với độ phân giải Full HD trên một chiếc màn hình 13,3 inch thì sẽ cho chất lượng hình ảnh sắc nét này, nhờ mật độ điểm ảnh rất là dày, chi tiết hiển thị sẽ rõ hơn so với hầu hết các màn hình 14 hay là 15 inch với độ phân giải tương tự. Thêm vào đó thì màn hình còn được trang bị thêm cả công nghệ chống chói anti-glare cùng với công nghệ là LED backlit cho màu sắc tươi sáng, độ tương phản ánh sáng cao hơn. Ở đây thì độ sáng chúng ta sẽ có là 300 nit, sẽ giúp màn hình sáng hơn, tiện hơn khi mà sử dụng laptop ở ngoài trời hay là những nơi có ánh sáng mạnh chiếu vào. Đối với một dòng laptop văn phòng thì cấu hình của Dell Virtual 5301 khá là mạnh khi được trang bị ở đây là Intel Core i7-11165G7, RAM 8GB, 512GB SSD và đồ họa tích hợp là NVIDIA MX350. Thì ngoài khả năng xử lý mượt tất cả các tác vụ văn phòng ra thì với đồ họa dồi này, nâng cấp khả năng xử lý hình ảnh này, edit video này, làm các tác vụ đồ họa và thậm chí là các bạn có thể chơi được các tựa game nhẹ nhàng tương đương với những phiên bản GTX 1050 trên các dòng laptop gaming luôn. Ở đây thì bàn phím có diện tích lớn này, phím bấm êm này, độ nảy tốt, có trang bị len nền giúp các bạn thao tác dễ dàng và chính xác hơn khi làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu. Bảo mật vân tay thì sẽ tích hợp ngay phần nút nguồn, sẽ giúp các bạn mở khóa nhanh hơn và bảo mật thiết bị một cách dễ dàng hơn. Touchpad thì sẽ được đặt lệch về phía bên trái cho không gian tay rộng rãi, cảm giác di mượt. Xung quanh thì sẽ được bao phủ bởi các đường cắt CNC rất là phù hợp với tổng thể sang trọng của máy. Mặc dù mỏng nhẹ thì nhưng mà cổng kết nối vẫn đầy đủ khi chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, khe thẻ microSD, jack audio combo và cổng nguồn. Với mức giá cực kỳ hợp lý chỉ vào khoảng hơn 25 triệu đồng, cực kỳ hợp với những ai làm về văn phòng hoặc là với các bạn đang là học sinh, sinh viên đang muốn mua laptop để phục vụ nhu cầu học tập, hiệu năng cao, bền bỉ nhưng mà lại muốn thiết kế vừa đẹp vừa sang thì Dell Virtual 5301 chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Đường link sản phẩm cũng là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho các bạn có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người cho những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.